Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh youtube Luận Tử Vi xem phong thủy của Nguyễn Anh Thơ Hôm nay Thơ sẽ trợ duyên cho mình xem Tử Vi Luận Phong Thủy cho ngày mới Ngày 22 tháng 5 2021 Thì Tử Vi của 12 con giáp tý sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi thân dậu tức hợi trong ngày hôm nay ngày 22 tháng 5 2021 dương lịch có những chi tiết gì về sự nghiệp tài lộc về tình cảm về đường sức khỏe và giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay như thế nào thì mời các bạn theo dõi tử vi của 12 con giáp trong ngày hôm nay nhé đối với tử vi của người tuổi Tý trong ngày hôm nay về sự nghiệp và tài lộc những chuyện tuổi Tý đang lắng lo trong cuộc sống có thể liên quan hầu hết đến sự nghiệp của mình tuy nhiên bạn có lo lắng thì cũng chẳng làm được gì vì bản thân bạn có hạn trong ngày hôm nay kể từ ngày mai thì công việc của bạn mới được nhẹ nhàng về tình cảm trong gia đình tuổi Tý là người có tính cách rất độc lập vì vậy bạn cũng không nhất thiết là thân thiết với những ai trong gia đình của mình vì cung tình cảm của bạn không hòa nhập không đồng nhất với tình cảm trong gia đình bạn là người cô đơn cô lập rồi về vấn đề sức khỏe nếu bạn không được khỏe thì hãy nghỉ ngơi ngay đi nhé đừng để sức khỏe của bạn xuống dốc từng ngày giờ tốt trong ngày 17 giờ cho tới 19 giờ còn tuổi vi của người tuổi sửu trong ngày hôm nay về sự nghiệp và tài lộc của người tuổi sửu tử vi hôm nay cho thấy tuổi của bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu lớn trong công việc của mình chẳng ví dụ như bạn đang mong muốn đeo đuổi đam mê thì mình sẽ gặp được cơ hội. Rồi về tình cảm tuổi sụ chỉ vì lo lắng không đúng hướng mà vô tình sai lệch sai lệch đi lòng tốt của chính bản thân mình. Còn về vấn đề sức khỏe hãy bổ sung các đồ ăn có lợi cho da dạ dày của bạn vì dạ dày của bạn đang gặp một số vấn đề trục trặc giờ tốt trong ngày 17 giờ cho tới 19 giờ luận tử vi của người tuổi dần về sự nghiệp và tài lộc thiên quan hôm nay ghé thăm giúp cho tuổi dần dễ dàng thực hiện được nhiều mong muốn trong cuộc sống bạn không có quá nhiều tham vọng trong công việc và điều này cũng giúp bạn dễ thỏa mãn hơn trong cuộc sống này về tình cảm trong tình cảm tuổi dần là người vô cùng lý trí bạn đã quyết định điều gì thì người khác cũng muốn thuyết phục không được đâu nhé bạn là người rất cứng nhắc về vấn đề sức khỏe, bạn nên đi ngủ sớm, đến ngày hôm sau tràn đầy năng lượng, dạo gần đây bạn hay thức khuya, giờ tốt trong ngày 13 giờ cho tới 14 giờ còn luận về tứ vi của người tuổi mão về sự nghiệp và tài lộc của người tuổi mão hôm nay không được sáng suốt như mọi ngày khi bạn liên tục đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc lãng cuộc sống của mình cho nên tuổi mão cần cân nhắc lại còn về tình cảm hãy kiên trì với những tình cảm mà bạn đang trao cho người ấy dù chưa có kết quả trong hiện tại nhưng không có nghĩa là tương lai không có kết quả về vấn đề sức khỏe bạn nên cẩn thận các bệnh ngoài da vào mùa hè giờ tốt trong ngày 12 giờ cho tới 14 giờ còn luận tử vi của người tuổi thìn về sự nghiệp tài lộc hôm nay, tử vi cho thấy người tuổi thìn nên quan tâm đến vốn kiến thức của mình nhiều hơn. Bạn đừng để bản thân bị tuột hậu lại rồi hối tiếc nhé, nên đầu tư vào công việc một tí xíu. Về vấn đề tình cảm của người tuổi thìn tuổi thìn không mong, không muốn làm những chuyện tức khoắc nhưng chỉ vì bị ép nên bạn đã chính tay hại người bạn thân nhất của cuộc đời mình. Về vấn đề sức khỏe, đừng uống cà phê vào buổi tối, nó sẽ khiến cho các bạn phải mất ngủ đấy. Còn giờ tốt trong ngày 14 giờ cho tới 16 giờ. Tử vi của người tuổi Tỵ về sự nghiệp và tài lộc, tuổi Tỵ nhờ vào sự giúp đỡ của những người bạn mà bạn liên tục gặp được sự may mắn trong công việc, thăng quan tiến chức. Ngày hôm nay công việc của bạn khá thuận lợi. Về vấn đề tình cảm, bạn có thể không tin nhưng nhân duyên là có thật, bạn và người ấy là một mảnh ghép rất hoàn hảo cho nhau đấy, đã đến lúc bạn phải lập gia đình. Về vấn đề sức khỏe, bạn nên hạn chế ăn các đồ ăn có tính nóng vào mùa hè vì nó có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Giờ tốt trong ngày là từ 6 giờ cho tới 8 giờ lận tử vi của người tuổi ngọ về sự nghiệp và tài lộc thương quan hôm nay khiến tuổi ngọ có nhiều điều xấu và vẫn lẫn hãm hại trong cái công việc của mình nhất là gặp hạn tiểu nhân và đặc biệt trong công việc của mình phải cẩn trọng kẻo thiệt thòi và có thể dẫn đến mất việc về vấn đề tình cảm trong tình yêu tuổi ngọ thường không có quan điểm nào dứt khoát nên bạn có thể rất vất vả để tìm được một nửa của cuộc đời mình bạn là người có vẻ hơi kén trọn về sức khỏe bạn nên cẩn thận với những điều sắp tới sẽ đến với sức khỏe của mình ví dụ như tiêu quá dạ dày rồi giờ tốt trong ngày 16 giờ cho tới 18 giờ luận tử vi của người tuổi mùi về sự nghiệp và tài lộc hôm nay tuổi mùi nhận được nhiều sự may mắn trong cái công việc của mình nhất là trong tuần này may mắn này thuộc về những người làm công việc kinh doanh nhiều hơn về tình cảm tuổi mùi hãy quan tâm đến việc của người ấy nghĩ gì nhé vì cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau hai người cùng hai chí hướng khác nhau nên cần thời gian để đồng điệu hiểu nhau nhiều hơn về vấn đề sức khỏe đừng thức khuya nữa nếu ngày hôm nay nếu mà các bạn không muốn ngày hôm sau mình cạn năng lượng có nghĩa là dạo gần đây bạn rất là hất khuya rồi giờ tốt trong ngày là 18 giờ cho tới 20 giờ còn tuổi thân trong ngày hôm nay về sự nghiệp và tài lộc hôm nay tử vi báo hiệu tuổi thân đã đánh mất đi sự mạnh mẽ và tin tưởng trong công việc vì vậy tài lộc cũng bị giảm đi đôi chút về tình cảm hôm nay tam hợp giúp cho tình cảm của tuổi thân và người ấy khá hòa hợp cả hai có quyết định về một nhà trong thời gian tới chúc mừng rồi, về vấn đề sức khỏe, bạn nên hạn chế ra đường vì thời tiết nóng, nhiệt độ thay đổi sẽ gây đau đầu đấy. Giờ tốt trong ngày 16 giờ cho tới 18 giờ. Rồi, về tuổi dậu trong ngày hôm nay, về sự nghiệp và tài lập, tuổi dậu không nên đánh đánh đồng tất cả mọi người đều giống nhau trong khi họ chẳng làm gì có lợi với bạn cả đừng qua đũa cả nắm hãy nhớ rằng trong công việc chỉ có làm được và không làm được mà thôi nhé đừng bao giờ phân biệt đối xử về tình yêu một khi tuổi dậu đã quyết định dứt khoát thì không ai có thể giúp được tuổi dậu đâu rồi nếu muốn theo đuổi con giáp này cũng không phải là điều dễ dàng rồi về sức khỏe đừng đi lại gần khu vực sông nước nhé có thể bạn sẽ bị vật vào đó hay bay vào người đó rồi có thể là bị cạn một cái vật nào bay vào người hoặc là có thể là bị hạn sông suối ao hồ. rồi giờ tốt trong ngày 11 giờ cho tới 13 giờ lượng tử vi của người tuổi tức về sự nghiệp và tài lộc những người tuổi tức trong thâm tâm luôn mong muốn sự nghiệp của mình vượt trội hơn người khác tuy nhiên cũng chính vì điều này mà bạn phải gặp nhiều sự lo âu hơn trước áp lực hơn trước và gánh nặng hơn trước về tình cảm tử vi cho thấy người, người tuổi tức nên hòa đồng hơn với mọi người xung quanh thì công việc hay mối quan hệ sẽ được thuận lợi và nhẹ nhàng hơn đôi phần về sức khỏe con giáp này tùy vị có vấn đề nên ăn uống hay chẳng ngon miệng có nghĩa là ngày mấy ngày vừa qua mình cảm thấy không ngon miệng rồi giờ tốt trong ngày 10 giờ cho tới 12 giờ còn luận tử vi của người tuổi hợi về sự nghiệp và tài lộc sự nghiệp của người tuổi hợi ít nhiều bị ảnh hưởng từ những người thân bởi vậy bạn không thể phát triển được sự nghiệp của chính bản thân mình bị rào cản bởi hai chữ gia đình về tình cảm đừng là một đứa trẻ mãi như thế này hãy trưởng thành và rời xa vòng tay của bố mẹ đi chứ những người trong thời gian này bạn luôn luôn vì gia đình vì bố mẹ mà đánh mất đi người yêu quan trọng nhất trong cuộc đời mình về vấn đề sức khỏe chăm chỉ tập thể dục là cách giúp cho bạn có một cuộc sống mạnh mẽ hơn giờ tốt trong ngày 18 giờ cho tới 20 giờ vừa va thơ đã luận tử vi chi tiết cho ngày mới hôm nay của 12 con giáp ngày 22 tháng 5 2021 dương lịch thì các bạn nhớ chú ý những điều cần làm và những điều không nên làm và đặc biệt sử dụng những giờ tốt để mình thực hiện những kế hoạch ước mơ và nguyện vọng của mình nếu các bạn cảm thấy kênh này hay kênh YouTube của Nguyễn Thơ Hay và mong muốn cập nhật tử vi, theo dõi tử vi hàng ngày để mong muốn được biết được tuổi mình hôm nay lên làm gì và cần điều gì, giờ hoàng đạo là như thế nào, sự nghiệp, công việc, sức khỏe, tài lộc của mình ra sao thì các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của Nguyễn anh Thơ. Các bạn nhớ chú ý là bấm theo dõi và share cái kênh này để cho mọi người cùng biết nhé. Chúc các bạn và gia đình có một ngày mới vạn sự cát tường, tài lộc hanh thông. Cầu tất cả 12 con giáp công việc được thuận buồm xuôi gió, công việc được hanh thông, tài lộc được vững vàng.